Tôi cùng đảm đạo với lại mọi người về một cái chủ đề mà mấy hôm nay cũng có rất nhiều khách hàng hỏi tôi, trong mùa Covid thì đầu tư gì, đúng không ạ? Hay là online hiện tại đang là một trong những cái mô hình rất là hot mà chúng ta cần phải kiếm tiền ở ở cái mô hình online như thế nào. Nhiều bạn trẻ cũng kiếm tiền thông qua các mô hình giao dịch đầu tư, họ đánh Bitcoin, họ tìm thấy các cái nền tảng công nghệ thông qua online. Đấy là cái điều mà các cái độ tuổi lớn hơn cũng sẽ phải học hỏi. Đấy là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu ra, đó là đầu tư theo các mô hình online lúc này. Trong các cái giao dịch ấy thì chúng ta có thể thấy được là FX cũng là online, đúng không ạ? Crypto là online, stock, ETF, các mô hình đó. Tuy nhiên nó rất là khó, chúng ta cần phải có sự học hỏi cũng như là tìm hiểu. Đặc biệt là những người có kinh nghiệm thì mới có được cái tư duy tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề thua lỗ cũng như là bản lĩnh hơn trong các vấn đề đầu tư dài hạn. Còn cái việc lướt sóng thì nó có thể nay ăn mai mai được, đúng không ạ? Nhưng tại sao các cái mô hình nở rộ kinh doanh nó lại thì nở rộ như vậy, các cái mô hình forex lại nở rộ như vậy? Là bởi vì nó có affiliate, nó có link. Do vậy những người mà không có vốn lập tức là gì ạ, quẳng link. Mà nếu trong trường hợp mà người ta có một cái tầm ảnh hưởng rất nhiều online thì họ sẽ có được rất nhiều người đăng ký và họ gần như là không làm gì, đúng không ạ? Nó không có năng động theo kiểu network MLM hàng hóa ngày xưa, đúng không ạ? Do vậy là họ không cần làm gì, họ có link. Và bản thân ai cũng ở trong cái xu hướng như vậy. Ví dụ nếu mà Rimitano, ví dụ Rimitano, đúng không ạ? Ví dụ Rimitano. Tôi có cái link ở rimitano.vn, tôi không cần mua bán trên Rimitano, không cần làm bất kỳ điều gì trên Rimitano gốc, đúng không ạ? Thì khi mà tôi có một cái thương hiệu tốt, lập tức là gì, người ta vào rimitano.vn của tôi, đúng không ạ? Lập tức là gì ạ? Sẽ có được các cái Rimitano của tôi, lập tức là gì ạ? Sẽ có cái link để mà khách hàng đăng ký vào và mua Bitcoin, lập tức là gì ạ? Tôi có được thu nhập. Và link rimitano.vn của tôi, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Ta sẽ xem xét lại. Đó, link rimitano.vn, www.rimitano.vn. Lập tức là gì ạ? Người ta vào, người ta mua bán ở đây, lập tức là tôi có hoa hồng. Vậy link affiliate nó có sức mạnh đến như vậy, đúng không ạ? Rimitano, phải đánh gõ cả www, đúng không ạ? Rimitano.vn. Thế vậy thì nó nở rộ như vậy khiến cho rất nhiều người thích làm online. Zoom cũng vậy, có rất nhiều người, đúng không ạ? Ở làm offline họ gặp khách hàng, họ cầm bút, cầm giấy, cầm bảng, cầm phấn, rồi tất cả mọi cái họ thuyết trình trên bảng giấy rất nhiều. Nhưng mà họ rất ít khách hàng, hội thảo có 5 đến 10 người, 30 người. Thế nhưng mà online thì lập tức là gì ạ? Rất đông, bởi vì họ tò mò, hoặc là những xu thế mới, ví dụ những người làm ở Bitcoin hay là Ethereum, họ thu xu thế mới, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng phải join vào những cái xu thế như vậy. Bởi vì chúng ta có chê cười hay chúng ta có không tham gia thì thế giới nó vẫn phát triển. Do vậy link affiliate nó là một trong những cái link mà gần như là ai cũng phải nên làm. Ví dụ những bạn làm ở Hot Forex có link affiliate, đúng không ạ? Tôi có link Hot Forex, Xnet. Do vậy những ai làm ở Xnet mở ra một cái là có link affiliate luôn, đúng không ạ? Do vậy nếu chúng ta giao dịch, thậm chí có những người chỉ giao dịch tài khoản 100 đô thôi, nhưng có rất nhiều cái tài khoản 100 đô đó họ tìm ra các tài khoản 10.000 đô, 100.000 đô. Bởi vì trên mạng họ có rất nhiều các tầm ảnh hưởng. Đấy, đấy là những cái bạn trẻ họ sẽ hơn các cái thế hệ 7x, 8x, 6x như chúng tôi. Do vậy là gì ạ? Cái việc mở link affiliate thì rất nhiều bạn họ làm internet marketing cực tốt. Do vậy là gì ạ? Họ có cái lượng follow, đúng không? Họ có cái lượng follow rất lớn. Đúng không? Có những người gì ạ? Link affiliate họ đã có rất là khủng khiếp. Và cái link, ví dụ link ở Rimitano của tôi, đúng không? Rimitano.vn có những tháng kiếm được rất là nhiều tiền. Ví dụ nhưng mà mình chẳng mua đồng nào cả, ví dụ như vậy.
đấy, Limitano.vn. Thì đấy không phải là cái việc mà là làm không tốt, mà là việc làm rất là tốt. Thì đấy là cái gọi là kinh doanh online ở trong xu hướng Limitano, link affiliate. Ai cũng thế, ai mở Limitano cũng có một cái link đấy, đúng không? Rồi trong ngành Forex hay trong ngành Bitcoin thì đặc biệt link là chúng ta đã nhìn thấy rồi. Để chúng ta mua bán được link Binance, đúng không ạ? Ví dụ tôi có một cái link ở Binance, đúng không ạ? Cũng có rất nhiều người đăng ký, đúng không ạ? Bitcoin.edu.vn như vậy, đúng không ạ? Rất nhiều các cái thông tin, đúng không ạ? Coin.org.vn ví dụ thế. Đây là một cái link mà ở trong Binance, đúng không ạ? Đấy, link này link của tôi ở Binance. Người ta mở tài khoản lập tức là gì ạ? Tôi có hoa hồng. Thì đấy là cái mà tôi đã hướng dẫn cho mọi người. Còn đâu trên mạng họ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái việc link affiliate. Đó là link affiliate của tôi. Tuy nhiên, ngày nay tôi bàn đến cái vấn đề mà chúng ta đi vào cái việc tìm hiểu thật sâu. Sau đó chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta làm theo link affiliate hoặc là tự đầu tư hoặc là chúng ta phải làm tốt. Vấn đề link affiliate người ta phải hỗ trợ được cho khách hàng thì sẽ tốt hơn. Nhưng để trở về vấn đề chính thì tản mạn của chúng ta là ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều các thông tin, các tỷ lệ tài khoản chứng khoán mở rất là lớn này. Tỷ lệ tài khoản mua vàng, mua forex, bán forex đúng không ạ? Bitcoin, mua Bitcoin, bán Bitcoin đúng không ạ? Mua bán trong forex rất nhiều. Thì các câu hỏi người ta đang có vốn 60 triệu thì làm gì online. Ngay cả sáng nay tôi có nói chuyện với anh bạn thì bây giờ anh ấy nghỉ rồi. Đúng không ạ? Anh mở 5.000 đi để anh kiếm 100.000 một ngày, 5.000 kiếm 5 đô một ngày chẳng hạn như vậy. Ví dụ như vậy. Đấy là một trong những cái ví dụ để kiếm online, bắt tiền để ra tiền. Nhưng nếu trong trường hợp không kiểm soát được thì lập tức là gì ạ? Nó sẽ bay tài khoản ngay lập tức. Kiếm 5, 5 đô một ngày hay 50 đô một ngày nhưng 3 ngày sau thì mất 50 đô hay là 3 ngày sau mất 100 đô. Do vậy chúng ta phải hiểu được bản chất như vậy. Nó không cái gì dễ dàng cả. Và trên mạng thì những trang web chính thống như VnExpress có cái mục tiền của tôi rất là hay. Chúng ta có thể nói rằng là chúng ta học được rất nhiều ở đây. Tôi học ở đây 10 năm rất là nhiều. Có người vào VnExpress chỉ để đọc comment thôi, bởi vì những cái comment rất là sâu sắc của những người có học thức và họ thật sự là có tâm. Ví dụ 60 triệu nên mua chứng chỉ quỹ hay tự đầu tư cổ phiếu. Có rất nhiều người nói là bây giờ mua chứng chỉ quỹ thì ở đâu đúng không? Hay là tự đầu tư cổ phiếu thì như thế nào? Họ tìm hiểu, chỉ cần gọi cho một anh môi giới một cái là anh ấy có thể ngồi cả ngày để giải thích cho chúng ta và hướng dẫn cho chúng ta và kỳ vọng chúng ta nộp tiền vào tài khoản để mở, để anh ấy có hoa hồng. Đấy là mục tiêu đấy. Còn nếu anh cao thủ hơn thì anh ấy sẽ thỏa thuận ăn chia lãi và anh cố vấn làm sao chúng ta có lãi sau đó ăn chia, đúng không? Rất nhiều. Đó là mục đích. Chúng ta hiểu được mục đích rõ ràng. Vậy với 60 triệu tôi mua chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Bây giờ ai chưa biết chứng chỉ quỹ thì vào tìm hiểu hoặc hỏi một anh là anh ấy sẽ biết đúng không ạ? Hay là cổ phiếu. Tôi không cần đọc cái này đúng không ạ? Tôi chỉ cần biết được là anh ấy có 60 triệu và anh ấy cần lập tức ở dưới người ta khuyên khuyên luôn. Mua chứng chỉ quỹ là đầu tư an toàn dành cho người chưa có kinh nghiệm nhiều về đầu tư sinh lời nhưng lãi suất nó thấp ngang với việc anh gửi tiết kiệm đó nhé. Còn chứng khoán thì anh lại phải có một cái tầm nhìn xa và phán đoán khi nào giá cổ phiếu xuống thấp để mua vào và đến khi giá cao thì phải chốt lãi đó. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ thấy được đó. Người Việt mình có cái tính rất là buồn cười, đó là cứ khi nào cổ phiếu đang lên thì mua vào mà cổ phiếu xuống thì lại bỏ chạy. Anh này anh tư vấn rất là hay. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu được là trên thế giới nó như vậy. Đó là tâm lý đám đông của chúng ta. Là ai cũng như vậy, đúng không ạ? Khi dịch ấy, chỉ cần nói là tôi ở trong tâm dịch thì cái tất cả chạy bắt sốc bắt chết. Hay chứng khoán nó xuống cái là chúng ta sợ chứ. Chúng ta mà mua vào bắt đáy cái nó xuống nữa cái chết toi luôn, đúng không ạ? Cho nên người ta phải hiểu, phải nói rằng là khi mua vào là người ta phải hiểu thấu được thị trường là vùng nào là vùng đáy. Ví dụ ông Warren Buffett ông nói là khi thị trường sợ hãi thì tôi tham lam, để hiểu được cái câu đấy rất là khó, đúng không? Chúng ta mà tham lam cái tiền chúng ta ít cái tèo luôn. Chúng ta đủ tiền để mua 100 Bitcoin nhưng mà chúng ta chỉ mua dần ở vùng đáy đó là 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 5 Bitcoin, 10 Bitcoin cho đến khi cái giá mà chúng ta cảm thấy hợp lý thôi. Gọi là có lực đỡ, gọi là đi theo ông lớn.
Còn trong trường hợp chúng ta mua cả thì chúng ta nó xuống cái là chúng ta bay khác luôn, ví dụ như vậy. Bạn Bình Nguyễn bạn nói rằng đầu tư là đồng nghĩa với may rủi đỏ đen, mua đất, mua vàng, mua cổ phần đều có thể trở nên giàu có hoặc tay trắng tùy theo vận may. Đúng không? Định luật lời càng lớn nhanh thì rủi ro càng cao càng nguy hiểm. Định luật 2, đừng bỏ tiền vào một chỗ. Định luật 3, phải tin ai một cách tuyệt đối không phải tin ai một cách tuyệt đối. Đó. Những hướng dẫn về đầu tư tràn ngập trên mạng, bạn nên nghiên cứu, học hỏi, không ai có thể cho bạn một câu trả lời chính xác. Đầu tư là qua trung gian, bạn cần phải tìm hiểu kỹ lý lịch và quá trình của trung gian đó. Mánh lới cướp tiền qua đầu tư ở khắp nơi khắp chốn, đừng ai tin một cách tuyệt tuyệt đối. Đúng không? Đây là những cái câu nói rất là hay, đúng không? Có người anh Tuấn Anh ấy nói là để dành ví đi 60 triệu mà chơi cổ phiếu gì, đúng không? Đấy thì rất nhiều người người ta có thể nói những cái câu như vậy. Thế tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta hướng tới những cái đầu tư, thứ nhất là an toàn, thứ hai nữa là gì ạ? Là có được cái tư duy và tầm nhìn để chúng ta có thể hiểu được là cái cách chúng ta vận dụng cho chúng ta phù hợp. Nếu chúng ta có vốn ít mà chúng ta chưa biết gì, đúng không ạ? Chúng ta buộc phải giữ 60 triệu này và để tìm hiểu trước. Chúng ta phải dành thời gian tìm hiểu 1 tháng, 2 tháng hay 1 tuần đã rồi chúng ta bắt đầu mới bắt đầu. Và cách tìm hiểu hay nhất là tìm một môi giới để họ nói cho mình. Và mình có thể chơi demo hoặc là mình có thể ghi chép vào và mình học đó. Rồi thứ hai nữa là cái câu đồng đầu tư là may rủi, ok đúng không? Bạn nên nghiên cứu và hỏi chính xác, đây là những câu đúng không? Rồi tiếp theo nữa, mua chứng chỉ quỹ an toàn đúng không? Nhưng mà khi mà phải có một tầm nhìn xa để mua vào và bán ra, đấy lại là một cái câu chuyện rất là khác. Do vậy câu trả lời là gì ạ? Là phải tìm ra những cái chi tiết để chúng ta có thể học được một cách nhanh chóng nhất. Còn đây, bạn Huy nói rằng là nếu có thời gian tìm hiểu chút thì nên tự đầu tư vào công ty tốt. Đúng không? Bùi Thành có nói là theo tôi, nếu chị không quá am hiểu thị trường thì không nên tự đầu tư, nhất là kinh tế đang có nhiều biến động. Chứng chỉ quỹ là một hình thức có thể tham khảo. Tuy nhiên quan trọng là chọn là quỹ đầu tư có uy tín, ban lãnh đạo tốt và giỏi. Đúng không? Vậy làm thế nào để tìm hiểu được cái vấn đề tốt và giỏi này thì đó là cả một vấn đề. Bạn này nói là có 60 triệu, bạn nên làm vốn mua xe máy cũ bán có lời hơn chứng khoán nếu am hiểu tí về xe. Đấy, đây là một cái, đây là một bạn bạn ấy làm về xe, bạn ấy thích đam mê về xe, bạn ấy làm như vậy, đúng không? Thì mua cái gì hay bán cái gì thì đều phải có những cái học hỏi, có sự học hỏi. Và gần như là gì ạ? Chúng ta thất nghiệp, gần như là online lên ngôi. Có những người một tháng vừa rồi họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có những người thì loay hoay bởi vì người ta chưa làm online bao giờ, người ta sợ hãi làm online, người ta quen với lại trực tiếp. Thế nhưng mà online lại lên hương. Có những người tổ chức hội thảo có 30 người nhưng mà bây giờ tổ chức online đã hàng nghìn người, thấy tuyệt vời quá và người ta bắt đầu yêu online. Và người ta nói rằng là nếu trong trường hợp bây giờ hết dịch tôi cũng sẽ chỉ làm online thôi bởi vì tôi thấy hiệu quả quá. Đó. Và ông Bill Gates cách đây 15 năm ông đã nói rồi, trong thời gian tới mà không kinh doanh online thì là gì ạ? Không kinh doanh nữa. Và đúng thật như bây giờ các bạn. Một câu chuyện thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói rằng là 2 tỷ đồng lên lướt lướt xứng, sóng chứng khoán cơ sở hay phái sinh. Đúng không? Chuyên gia dành 30-40% ngân sách 2 tỷ lướt sóng thử nghiệm, còn lại các tài sản trú ẩn an toàn chờ hoàn thiện đầu tư. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có được những cái tư duy. 2 tỷ đồng là một gia tài lớn so với phần đông của thu nhập và tiết kiệm của người Việt, đúng không ạ? Giảm thiểu rủi ro, lướt sóng về cơ bản là một cái thương hiệu đầu tư chớp nhoáng thôi. Do vậy khối tài sản bao nhiêu thì nhà đầu tư cũng phải trang bị nhiều đồ bảo hộ, đúng không ạ? Như am hiểu đặc tính thị trường, phân bổ vốn, quản trị rủi ro. Thế thì ví dụ như là 2 tỷ đúng không ạ? Đầu tư bất động sản thì rất là khó, chỉ mua đất nền các vùng sâu vùng xa đúng không ạ? Các vùng ven, mua một miếng đất thì chờ nó lên gấp đôi gấp ba hay là lên 50% 30%, ví dụ như vậy, thủ tục rất là rườm rà và mua bán và ngồi chờ. Nhưng nếu đánh phái sinh hay là đánh Bitcoin hay là đánh online thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn các con sóng và mua bán. Đối với những người phân tích như chúng tôi thì lại thích những cái số vốn như vậy, ví dụ như vậy. Tuy nhiên những người làm sản xuất hay là những người làm về vật chất thì người ta lại có những cái tư duy khác.
Tuy nhiên ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ xem xét ở cái vấn đề tư duy online, chúng ta mới hiểu được là gì ạ. Ví dụ như là các cái con sóng như thế này, Bitcoin, Litecoin hay Neo, để chúng ta mua chữ hay là bán ra hay là đánh margin, đúng không ạ? Chúng ta biết kẻ các con sóng, chúng ta tìm hiểu các cái thông tin, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta vào các cái thông tin ở ông già đầu tư, chúng ta vào Facebook ông già đầu tư và video là thế giới đầu tư với cái tỷ lệ subscribe và lâu năm, thì chúng tôi đã có kinh nghiệm trên 10 năm để nghiên cứu rồi, đúng không ạ? Ví dụ như Facebook, số điện thoại hay là kênh video, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều các cái tín hiệu. Vậy thì phái sinh thì nó cũng giống như Forex thôi, nó cũng giống như là đánh Bitcoin thôi, nó đều có cơ hội và nó đều có rủi ro. Vấn đề ở đây là gì ạ? Mình có các cái đồ bảo hộ như thế nào? Bitcoin cũng đã kiếm rất nhiều tiền cho rất nhiều người, nhưng mà nó cũng làm cho nhiều người mất rất nhiều tiền. Đó, chỉ đơn giản là gì? Họ chưa hiểu được các cái mức cản tạm thời của giá. Vì sao họ lại kẻ được các cái đường ngang trên, để biết được mức cản ở trên và mức cản ở dưới, đúng không ạ? Các mức hỗ trợ và các mức cản. Đấy là những cái mà chúng ta có thể theo dõi. Vậy thì với cái số vốn 2 tỷ này, người ta nói rằng đánh chứng khoán cơ sở hay phái sinh, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta theo dõi. Câu này rất hay. Anh Cường Huy 678910, anh ấy nói rằng là trước đây tôi có 2 tỷ và tham gia thị trường chứng khoán, giờ đây đã bốc hơi 60% rồi. Nó là hoàn toàn có chuyện đó. Không cứ về thị trường chứng khoán mà làm bất kỳ ngành gì đều để mua chung cư cũng có thể bay, đúng không ạ? Bay tài sản. Trong trường hợp mà chủ đầu tư mà họ không ra được, đúng không ạ? Ví dụ bản thân tôi sẽ mua ở Đà Nẵng, nhưng mà mấy năm nay không ra được, mà chủ đầu tư mãi chưa xây, đúng không ạ? Đến khi xây thì có dịch, và khi có dịch người ta lợi dụng cái dịch đó, người ta bảo là ôi, chúng tôi cũng không làm được, và chúng tôi cũng đang chờ. Ngành nào cũng như vậy. Tuy nhiên nếu có 2 tỷ, tại sao không cắt lỗ trong vòng là gì ạ? 200 triệu trong trường hợp nếu bay là chúng ta sẽ bay 10%, đúng không ạ? Tại sao anh lại để 60%? Anh không cắt lỗ, đúng không ạ? Và anh phải ngồi im. Nếu mà 2 tỷ mà anh đánh đến bay 60%, chứng tỏ anh chưa có tỷ lệ cắt lỗ, đúng không ạ? Do đó chúng ta phải biết được đồ bảo hộ của chúng ta là gì. Thứ hai nữa là gì ạ? Là cái limit, cái giới hạn sức chịu đựng của chúng ta. Nếu trong trường hợp bay mất 2 tỷ thì sao, đúng không ạ? Chúng ta một là ra đường, hai là chúng ta sợ hãi, hay là chúng ta không còn cơ hội để chúng ta kiếm được hay không. Và chúng ta phải có được cái tỷ lệ, đã đầu tư là chúng ta sẽ phải có tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ. Cắt lỗ tầm bao nhiêu, chốt lời tầm bao nhiêu và dừng lại khi nào, và chiến lược ngồi ngoài cũng là một cái chiến lược rất là ok, đúng không ạ? Đây là cái mà chúng ta cần phải theo dõi. Từ đó chúng ta mới nhìn thấy được là cái cách để mà chúng ta đưa ra được các cái giải pháp để chúng ta đầu tư Bitcoin. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được các cái mô hình, lập tức là chúng ta có được cái tư duy và tầm nhìn. Ở đây có anh bạn này, anh nói là còn phải đi hỏi người khác thì tốt nhất là đừng dính vào chứng khoán. Đúng. Thì bạn này nói thế cũng không đúng, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi muốn đánh chứng khoán và muốn đánh hàng hóa, thậm chí tôi đánh lúa mì hay là cà phê, cacao thì tôi phải đi hỏi chứ. Tuy nhiên là gì ạ? Cần một cái tư duy để chúng ta có thể ghi chép lại, cũng như là có cái lộ trình làm như thế nào. Chuyên gia may ra cũng chỉ được cho bạn thời điểm mua chứ không thể tư vấn cho bạn ở thời điểm bán. Hơn nữa bạn còn phải hỏi đến cả phái sinh không hợp với nhà đầu tư cá nhân, đúng không ạ? Có rất nhiều người ta tư duy là như vậy. Tuy nhiên muốn đầu tư hay là mua hay bán, chúng ta đều phải có được cái điểm chốt lỗ cho mình và chiến lược ngồi ngoài, quan sát thị trường. Đặc biệt nữa là chúng ta hiểu được các vùng giá của các nhà đầu tư lớn họ đang vào. Đó. Đầu tư chứ không phải đánh bạc. Anh phải hiểu là phái sinh là sử dụng để làm gì. Trong tâm lý học, việc anh muốn chơi phái sinh do từng có lợi ích ở kênh đó, mong anh sớm nhận ra ưu khuyết điểm từng kênh và chọn cái kênh phù hợp. Nếu 2 tỷ này anh thắng lần nữa vào phái sinh, khả năng anh có một thất bại lớn hơn ở trong tương lai. Câu này cũng rất là hay. Và chúng ta gần như là học được rất là nhiều điều ở điều này. Bạn đầu tư nhưng lại muốn lợi nhuận lướt sóng ăn ngay, phần lớn mọi người chỉ được vài giao dịch ăn may trong thời gian ngắn, còn lỗ nặng trong thời gian dài. Bitcoin như vậy. Người ta nói rất nhiều câu chiêm nghiệm các bạn ạ, các bạn có thể học ở trong đây.
Trong đầu tư phái sinh luôn nhớ một quy tắc là quy luật 1 không bao giờ làm mất tiền, quy luật 2 không bao giờ quên quy luật 1. Tiền mặt là vua trong đầu tư và bạn không mất tiền thì tỷ lệ thắng của bạn là cao nhất và lãi suốt đường dài, nên chỉ có một kế hoạch đầu tư tốt. Và công thức đầu tư giá trị nổi tiếng của dòng họ Warren Buffett là ví dụ điển hình. Bạn này bạn học rất cao, đọc rất nhiều sách, tủ sách nhà bạn rất là nhiều, đúng không ạ? Nói thì rất dễ, nhưng khi lâm trận, đúng không ạ? Vào trận, đúng không ạ? Chúng ta đánh vàng đi, đúng không ạ? Trong trường hợp bây giờ có một cái trường hợp vàng mua 1.400 lên 1.500 cắt, sau đó thấy nó lên mua 1.500 xong rồi lên 1.600 cắt, hay mua tiếp 1.600 chờ lên 1.700 cắt, hay là gì ạ? Chuẩn bị mình tiếp tục mua 1.700 để chờ 1.800, hay là 1.700 thì nó sập một phát, đúng không ạ? Hay là để mua từ 1.400 để lên 1.700 thì cắt, không ai biết được. Tuy nhiên chúng ta phải chuẩn bị cho một cái con sóng đó nó bao gồm mức cản tạm thời và mức hỗ trợ tạm thời, từ đó đưa ra được các giải pháp để mua trong trường hợp nào và mua vào bán như thế nào. Dài hạn là bao lâu, 1 tháng hay là 2 tháng hay 3 tháng, chúng ta nhìn được con sóng đó. Và các bạn sẽ phải thấy được rằng là đợt vừa rồi giá dầu, đúng không ạ, chúng ta mua ở giá 30, sau đó xuống 25, đúng không ạ, xong nó lên 28. Vậy nếu trong trường hợp chúng ta đánh ngắn, nó sẽ sợ hãi đánh 2 tỷ của anh dầu đợt vừa rồi là đứt, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Bây giờ nó lên rất là khủng khiếp, lên 33, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các mã dầu nhé, nhiều mã dầu. Chúng ta có thể thấy được mã dầu đợt này thì cắt sản lượng, chắc chắn nó sẽ tăng. Nhưng nếu vào trong thời điểm này thì Canada đang dọa là gì ạ? À, cái việc kiểm soát lượng dầu ở thông qua các tỉnh như không phải trong chính phủ, chính vì thế là lượng dầu chưa chắc nó đã tăng, nó phải giữ chân lại đã và phải rất lâu nó mới tăng. Do vậy thông tin được công bố ra gần như là chúng ta sẽ là những người muộn nhất nhận tin chứ không phải là những người sớm nhất. Do vậy là nhiều người ta đã nhận được cái tin đó, biết trước rồi, và cả làng biết thì khó có cơ hội cho chúng ta. Rất nhiều các câu nói rất là hay. Và các tin tức mà chúng tôi đưa ra rất nhiều, đúng không ạ? Ví dụ Fed hạ cấp của General Electric, đúng không ạ? Rất nhiều. Goldman Sachs thỏa thuận giảm sản xuất của OPEC cộng với lịch sử, nhưng quy mô giảm sản xuất là không đủ. Theo dự đoán, nguồn cung của dầu thô OPEC sẽ giảm 4,3 triệu thùng mỗi ngày. Rất nhiều. Sáng sớm nay đúng không ạ, OPEC đạt được thỏa thuận lịch sử để cắt giảm sản lượng. Để cắt giảm sản lượng chắc chắn tăng giá, đúng không ạ? Giảm nguồn cung lập tức là giá tăng. Do vậy là gì ạ? Đợt này chúng ta đầu tư vào dầu, lập tức là gì? Các công ty liên quan đến giá dầu nó sẽ tăng trưởng, và các cổ phiếu của công ty ngành năng lượng nó sẽ gì ạ? Ok hơn. Đặc biệt là những cái quốc gia có blue chip, đặc biệt là nợ ngân sách hoặc là nợ các khoản vay liên quan đến năng lượng, lập tức là gì ạ? Giá cổ phiếu. Do vậy mình phải tìm những cái cổ phiếu như vậy và mình mò nó, mình tìm và mình dần dần từ 10 mình chọn một, từ 1.000 mình chọn 100, 100 chọn 10, 10 chọn 1 các cổ phiếu đấy, và mình phân tích nó và sâu dài hạn nó, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ, toàn bộ tất cả những cái quy trình thì có thể theo dõi các cái tin tức đó, vào Facebook của chúng tôi cũng có ở trên đây, đúng không ạ, và đặt các cái quảng cáo để chúng ta có thể theo dõi, đúng không ạ, rất nhiều các cái mảng. Và phái sinh giao dịch thì cũng có thể là gì ạ, đưa ra cho chúng ta những cái cách để chúng ta làm mua và bán đó. Tiến độ của OPEC họp và chờ, đúng không? Rất nhiều. Và chúng ta lại quay trở lại với các con sóng. Chúng ta biết được sóng của các cái mô hình này, đúng không ạ? Ethereum, BTC, đúng không ạ? ETH, đây cũng là một trong những hàng hóa phái sinh mà chúng ta cần phải phân tích. Và từ đó chúng ta mới có được cái cách để chúng ta làm. Vậy tản mạn về đầu tư, chúng ta cần phải học rất là nhiều, sau đó chúng ta lại tiếp tục theo dõi một cái bài nữa rất hay, đúng không ạ? Đây, lướt sóng penny với 100 triệu đồng có lên hay không? Penny là những cổ phiếu nhỏ, công ty nhỏ lên sóng, đúng không? Có biết nên bắt đáy chứng khoán lúc này. Vợ chồng tôi có nên dùng 200 triệu nhàn rỗi, đúng không ạ? Và một số vàng để đầu tư chứng khoán trong thị trường lúc này. Và tôi sẽ xem xét cái cổ phiếu của Vietcombank hoặc Mai Phương Thúy, đúng không ạ? Xem, đúng không? Lên 70 rồi, đúng không?
đúng không? Hôm vừa rồi 64 mà tôi phân tích đúng không ạ? Vùng 60 đúng không ạ? Và lúc đáy là 57 hôm đấy. Và lên vùng 64 65 đúng không ạ? Và hơn ngày hôm nay thì lúc đạt đỉnh là 71 và hôm nay là 70, vậy ai mua vùng này hay không? Lúc này bắt đầu người ta sợ hãi và đánh xuống đấy đúng không ạ? Nhưng có người vẫn mua bởi vì người ta nghĩ rằng là mua bây giờ không phải là mua tất tay mua hết, mà người ta mua 70 và đến 60 người ta mua tiếp. Và 50 người ta mua tiếp, ví dụ ba mức giá. Do vậy số tiền lãi được ở vùng 70 sẽ gì ạ? Lên vùng 80 họ chốt lời, họ không tham gia nhiều nữa. Nhưng xuống 60 họ vẫn còn tiền, và xuống 50 họ vẫn còn tiền, và lúc đó thì họ sẽ bình quân giá ở cái mức tốt hơn rất nhiều so với chúng ta. Đó chính là cái cách làm PPC đúng không ạ? Nhiệt điện và năng lượng, hôm vừa rồi giá dầu chưa xuống, giá xuống rất sâu chưa lên đúng không ạ? Về vùng gì? 20. Thấp nhất là vùng 20 hôm vừa rồi. Hôm nay là 24 rồi, 4 giá đúng không ạ? Thế thì đấy là những cái mà chúng ta xem xét. Vinamilk, rất nhiều các cổ phiếu. Và chúng ta nhìn thấy các tin tức từ cái việc đầu tư này, các tin tức thị trường bơm hàng triệu tỷ ở Việt Nam, đúng không ạ? Mỹ thì bơm hàng tỷ đô la. Châu Âu, đúng không ạ? Hàng tỷ bảng, euro, đúng không ạ? Rất nhiều đầu tư. Thế thì ở Việt Nam thì hàng triệu tỷ được bơm vào để kích thích nền kinh tế, đúng không ạ? Gạo cấm xuất khẩu nhưng sau đó là gì ạ? Lại đồng ý xuất khẩu rồi, đúng không ạ? Tức là dịch nó sẽ giảm tải đi và người ta sẽ hỗ trợ về nền kinh tế rất nhiều. Từ đó đưa ra các giải pháp. Thì chứng khoán hay bất kỳ một cái mô hình phái sinh hay là short sell hay là mua và bán đều chỉ ra đáy và đỉnh. Các vấn đề lướt sóng chúng ta có tư duy về dài hạn, đúng không? Ví dụ euro. Thì tôi thì chia sẻ với mọi người về các cái mô hình đầu tư, đúng không ạ? 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn nào lợi nhất, đúng không ạ? Vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người sau khi tản mạn về những cái bài học về đầu tư, những cái mô hình về tiền của tôi, đúng không ạ? Mục tiền của tôi 60 triệu làm gì, 50 triệu làm gì, thậm chí 100 nghìn làm gì cơ mà. Trước đây tôi có tư vấn đầu tư 100 nghìn làm gì. 100 nghìn chúng ta mua được một cái domain, đúng không ạ? Chờ khuyến mại để mua. Chứ bây giờ nếu mua một domain và làm một website nó rơi vào khoảng độ 1 triệu Việt Nam đồng. Thế thì 100 nghìn có thể mua được khuyến mại và thậm chí mua được một cái domain để chúng ta có thể làm kinh doanh online và bắt đầu làm Zalo, làm Facebook, tất cả mọi cái. Có 100 triệu, 200 triệu, 2 tỷ này, đúng không ạ? 2 tỷ đồng lên lướt sóng chứng khoán hay gì. Tuy nhiên trong lúc này chúng ta nên đầu tư về online. Và hôm nay thì team của chúng tôi cũng đưa ra các cái giải pháp về đầu tư, đúng không ạ? Trong GFX trong Asia là một trong những cái quỹ cũng hoạt động rất là lâu rồi và có uy tín, cũng như là đưa ra các giải pháp để giao dịch cho nó an toàn. Các cái gói trong GFX trong Asia chúng ta có thể đăng ký GFX trong Asia hoặc là Zalo 0987732228 để chúng ta có thể bàn luận. Và chúng ta sẽ theo dõi các gói, gói 1, gói 2, gói 3, gói 4. Các vấn đề về giao dịch có cái tỷ lệ gì ạ? Cam kết và an toàn trong 36 tháng là 25% trên tháng. No loss từ 0 đến 15% trên tháng, tức là gì ạ? Đảm bảo vốn gốc 100% và không bị mất gốc, có đúng không ạ? Rất nhiều các cái thông tin ở trong đây. Chúng ta cũng đừng quên theo dõi kênh video Thế giới đầu tư và Facebook ông già đầu tư Nguyễn Quang Học đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ theo dõi ở trong đây để chúng ta đưa ra các cái giải pháp làm thế nào để đầu tư sao cho tốt nhất, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ lãi để quỹ có thể chia như thế nào, đúng không ạ? Làm thế nào để chia được an toàn. Đó. Thậm chí chúng ta có thể theo dõi mua bán Bitcoin hay Ethereum, đúng không ạ? Và được hướng dẫn. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể theo dõi sao cho nó an toàn nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một cái chuyên gia cũng như là vào một cái nhóm để chúng ta theo dõi và đưa ra các cái tỷ lệ. Từ đó chúng ta có cái cách để chúng ta mở tài khoản một cách an toàn. Team David cũng đã đưa ra No Loss, đúng không ạ? Bộ link đăng ký, chúng ta có thể giao dịch ở HotFX hoặc Xnet, tự giao dịch hoặc là được hỗ trợ. Tuy nhiên ở các cái tài khoản này sẽ giúp cho chúng ta tham gia vào quỹ để cho GFX, team GFX quản lý. Thì hy vọng rằng chúng ta có cái cách nhìn hiệu quả đối với lại cái mô hình đầu tư online này. Trong các cái video tới đây, tản mạn của tôi sẽ tư vấn nhiều đến các cái gói như là 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu hay là 1 tỷ thì đầu tư gì.
để chúng ta có thể tham gia vào GFX sao cho an toàn nhất. Hãy nhớ rằng là gì ạ? Chúng tôi mong muốn quý khách hàng có được cái tỷ lệ an toàn và cùng ăn chia lợi nhuận với chúng tôi. Đấy là mục đích của chúng tôi. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi người có thể tham gia đăng ký ở dưới link dưới cái video này cũng như là Zalo 0987732228 để được hỗ trợ một cách chi tiết về GFX. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.